xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay tôi đang đi đường trên trục đường quốc lộ 3 Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn Để quý vị và các bạn xem một cái lô đất giá là 550 triệu Ở đây thì nó có cả nhà rồi Chia sẻ cho quý vị thì lô đất này có mặt tiền là 6 mét Và chiều sâu của nó thì nó rơi vào 17 mét đối với một trong những cái lô đất rất là đẹp ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Nơi đó là một cái nơi mà sắp sửa tới đây ấy, nó có rất nhiều các cái dự án cụm công nghiệp về cái khu vực đấy. Đây là cái cung đường mà tôi bắt đầu đi ở đường quốc lộ 3. Chỗ này là địa phận của Phổ Yên rồi, thị trấn Phổ Yên rồi, thị xã Phổ Yên rồi. Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị từ cái đường quốc lộ 3 mà đi vào đến tận À, Phúc Thuận, xã Phúc Thuận Để cho quý vị xem cái lô đất này Như quý vị nhìn thấy thì ở tại thị xã những cái lô đất ở đây thì nó rất là đắt 5-60 triệu một mét Ở cái khu vực này, địa phận này Đây nó thuộc vào Thị xã của Phổ Yên Và chúng ta được biết rằng là à, Trung tâm của thị xã Phổ Yên Thì nó đang phát triển rất là tốt, đúng không ạ Và à, như quý vị nhìn thấy Thì hai bên đường Người dân người ta sinh sống dày đặc và trong khi đó là các cơ quan hành chính ngân hàng rồi thì kinh doanh buôn bán ở hai bên đường này thì rất là là nhộn nhịp đối với tất cả cái vấn đề về kinh doanh bất động sản chúng ta là những nhà đầu tư về bất động sản hay là chúng ta mua để ở thì những cái lô đất mà chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị đó là một trong những cái lô đất rất là đẹp vị trí đẹp đường xá rất là thuận lợi và à, về cái sự phát triển ở khu vực đó thì nó đang có cái đà phát triển rất là tốt Trong khi đó thì giới thiệu cho quý vị là cái mảnh đất là, là nó có 100 mét đất thổ cư Có lẽ là một cái video này thì nó cũng kéo dài cả 10 phút Bởi vì là tôi muốn chia sẻ cho quý vị từ cái cung đường bên ngoài đến cái mảnh đất này Để cho quý vị thấy được đúng không ạ đây là trung tâm của thị xã phổ yên chắc chắn với quý vị rằng là rất là nhiều người cũng muốn quan tâm quan sát cái cung đường để đến với mảnh đất để xem cái mảnh đất này nó có thuận tiện hay không đúng không ạ khi mà quý vị xem thì quý vị sẽ thấy được cái giá trị của những cái mảnh đất mà tôi chia sẻ và tôi muốn là chia sẻ làm sao nó phải thực tế nhất để cho quý vị thấy được rằng là khi quý vị không cần phải đến thì quý vị đã xem đã đạt được cái tỷ lệ 98 phần trăm rồi đúng không ạ Đó là cái giá trị thực tế bởi vì có rất nhiều những cái lô đất mà những người muốn bán đã gửi cho tôi vị trí cũng như là gửi cho tôi những cái hình ảnh khi đến nơi ấy, thì quý vị có biết rằng là nó lệch lạc rất là nhiều và trong khi đó thì đi lại một cái khoảng thời gian nó mất một vài tiếng và nó tốn kém rất nhiều chi phí trong khi đó là nó không thực tế cho nên là khi mà chúng ta xem được những cái mảnh đất nó không vào thực tế thì nó sẽ mất thời gian, mất công sức của mình ra, mất tiền của của mình ra để mình đi xem đúng không ạ? Đó là những cái nó không có tốt đẹp gì. Cho nên là tại sao chúng tôi rất là mong muốn quý vị là chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được rằng là những cái video mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được rằng là là nó giá trị như thế nào, đúng không ạ? chính bởi vậy cho nên là cái cung đường mà chúng tôi đang đi ở đây thì chúng tôi đã rẽ vào cái đường 261 cái lô đất này thì nó sẽ cách à, đường 261 này khoảng một à, tầm cỡ khoảng độ 5 600 mét gì đấy nhưng mà nó lại là cái trục đường mà đi lên khu công nghiệp ở trên Bình Sơn những cái tái định cư trên Bình Sơn khu công nghiệp mà đi thẳng ra khu công nghiệp của sông Công 2 cho nên là nó cực kỳ thuận tiện rồi thì cụm công nghiệp ở Minh Đức Rồi thì ở cái mảnh đất này thì nó lại rất gần với lại thị trấn của của Bắc Sơn, Phúc Thuận Thế cho nên là đối với cái mảnh đất này thì nó thật sự với quý vị là nó rất tiềm năng Các trường mẫu giáo, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 đều nằm xung quanh đấy Rất là thuận tiện Đi chỉ có à, chưa đầy một cây số là chúng ta đã đến tất cả các ngôi trường ở đấy rồi và kể cả đến thị trấn luôn cũng chỉ trong phạm vi một cây số cho nên là nó thuận tiện lắm hai nữa là cái đường ở cạnh cái lô đất này ấy, nó có một cái con đường à, chạy từ à, con đường vành đai năm mà chạy lên tới khu công nghiệp của sông công hai rồi thì bên cạnh nó lại là một cái trục đường mà chạy từ cái ngã ba của thị trấn bắc sơn này mà lên tới à, ủy ban xã bình sơn Đấy, rồi thì lên Thái Nguyên Rất là thuận tiện đối với cái lô đất Như quý vị nhìn thấy ở đây thì cái con đường 261 là một trong những con đường nó đang phát triển khá là tốt Rất là nhiều nhà đầu tư cũng đã tìm đến mua những cái mảnh đất ở mặt đường 261 để đầu tư Khi quý vị nhìn thấy con đường 261 này thì quý vị cũng đã thấy được rất là rõ về cái việc là Con đường 261 này hiện tại bây giờ là đang triển khai làm đường đúng không ạ hai bên là xây mương và làm vệ hè sau đó thì làm xong những cái vệ hè mới xây mương xong ấy thì người ta sẽ giải áp phan, tức là giải nhựa ở trên cái mặt đường này thì con đường này nó sẽ trở lên rất là đẹp nhiều người cũng đã tìm mua những cái mảnh đất ở những cái trục đường 261 này và quý vị cũng có thể biết được rằng là cái khu vực này này đây nó thuộc dạng là ngã ba giếng đôi chúng ta đi khoảng độ 60 mét, 6 đúng rồi tầm trăm mét nữa là tới cái ngã ba giếng đôi thì quý vị sẽ thấy được rằng là ở cái vị trí này này giá đất của nó rất là cao nó lên tới à, cả hai chục triệu một mét đấy cho nên là đối với tất cả những khu vực tất cả những vị trí thì nó cũng tùy thuộc đúng không ạ rồi còn chúng ta đi vào sâu trong nữa thì cũng có những chỗ thì nó hơn chục triệu có những chỗ thì nó vài triệu một mét cũng có như những cái chỗ như thế này kinh doanh buôn bán sầm uất như thế này thì nó lại rất là đắt nó rơi vào hai chục triệu hơn hai chục triệu mét đấy là cái thực tế mà hiện tại bây giờ còn không có lô nào để bán đấy cho nên là quý vị cứ nghĩ rằng là ở vùng sâu hay vùng xa ở tất cả những cái chỗ nào mà người ta đã tập trung vào kinh doanh buôn bán ở ngã ba ngã bảy thì tất nhiên là khu vực đó là một trong khu vực đất nó sẽ rất đắt đúng không ạ đây là cái con đường đi, uh, chúng tôi sẽ rẽ lên con đường này là con đường đi lên Bình Sơn à, Bình Sơn của sông Công ấy Đấy Xã Bình Sơn Con đường vừa mới làm xong, rất là đẹp Quý vị thấy không ạ Cái con đường mà tôi đang đi đây này Chính là cái con đường này nó thuộc vào đất của thị trấn Bắc Sơn Đấy, vẫn thuộc thị trấn Bắc Sơn Và chúng tôi đi từ đường 261 vào đây qua cái, cái cầu này này Đấy đây gọi là trước, đây gọi là cái cầu, đúng không ạ? Thì qua đây một cái là là đến cái mảnh đất. Đấy, nếu chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ lên tới Bình Sơn, lên uh, uh, lên cái chỗ mà Z131 người ta đang uh, làm cái kho bãi của Z131. Đấy. Ở đây thì trung tâm chỗ này nó ngã tư nó phát triển rất là tốt. Buôn bán kinh doanh ở đây nó rất là thuận tiện kể cả đây, Quý vị nhìn này, quay vịt, quay gà này. Đấy. Và cái mảnh đất đây thì đường bắt đầu đang làm. Đây chính là cái cái nhà đầu tiên bên tay phải này. Đấy là cái nhà mà tôi đang muốn giới thiệu cho quý vị. Đây tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cái cái nhà này. Đây cái nhà này. Vừa mới lại à, làm móc ra cái hành lang để hiến đường, rồi thì đường này nó làm rất là rộng luôn. Con đường này nó chạy xuống dưới con đường cắt ngang đi à, vành đai năm đi lên tới khu công nghiệp của sông công 2. Quý vị thấy không ạ? Đây cái nhà này đây. Nhà này thì hiện tại bây giờ điện nước tất cả mọi thứ vẫn đầy đủ. Phòng ngủ, phòng nghiếc rồi thì nhà cửa một gia đình sống chắc là ok. Đúng không ạ? Có cả chuồng lợn, chuồng gà đàng hoàng. Giếng nước, giếng nước. Không thiếu một cái gì cả. Cho nên là cái mảnh đất này ấy, là một mảnh đất rất là đẹp. Và quý vị có thể thấy được rằng là 6 mét mặt tiền xây nhà đàng hoàng rồi. Đấy, quý vị thấy họ xây như thế này thì cũng mất sờ nó 2 300 triệu rồi. Đúng không ạ? Đấy, trong khi đó là gì? Trong khi đó là 100 m đất thổ cư full luôn. Đấy. Mà giá bây giờ chỉ có 550 triệu mà mặt đường bây giờ là riêng giải nhựa đổ bê tông ở mặt đường là 5 m cộng với lại hành lang nữa nó rơi vào tầm 7 8 m về cái mặt tiền của nó. Mặt tiền đường ấy. Đây cửa kiếc vào nhà đây, nhà mới xây còn chưa cả sơn. Đấy. Xây thì cũng được uh, 1 2 năm rồi, chứ nếu mà nói mà là xây vừa mới xây xong thì cũng không phải. Xây cũng được vài năm rồi. Chắc là chậm. Cùng lắm thì cũng 3 năm, 4 năm gì đấy. Bởi vì là nhìn cái nước uh, sơn nước là nước nước chát nước trước này cũng có thể đánh giá được. Cửa đảng đằng sau đây. Đấy, quý vị nhìn đây. Đằng sau đây. Bồn nước rồi thì chuồng lợn. Đấy, bếp lục đầy đủ hết, đúng không ạ? Rất là rộng luôn. Đấy. À, trong cái video này thì tôi cũng đã giới thiệu chi tiết cho quý vị như vậy. Để cho quý vị lắm được một trong những cái mảnh đất có nhà. Để cho quý vị thấy được, quý vị đánh giá được xem là có à, rẻ hay là có đất. Đúng không ạ? Để ở thì ở được ngay. Mua để đầu tư cũng rất là tốt bởi vì con đường này nó đang làm rất là đẹp. Mà khu này thì nó rất là gần khu công nghiệp Gần gần các cụ công nghiệp Gần tất cả các trường học Gần cả thị trấn luôn Cho nên là Đấy là một trong những cái mà Giá trị của mảnh đất trong tương lai Cũng như là hiện tại bây giờ Cái giá là hơn 500 triệu Thì quý vị cũng đã biết rồi Nó rất là rẻ đúng không ạ và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị Nếu quý vị xem video thì quý vị nhớ like và đăng ký kênh à, Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn Khi mà đầu tư về bất động sản Nếu quý vị cần thiết thì quý vị có thể liên hệ đến số 09 82 573 882 à, trực tiếp với tôi để tôi có thể là gửi bìa chia sẻ cho quý vị.